Chào cả nhà. Tham quan rừng chanh tàu đầm bông tím cả nhà, cái này mới. Cây đang cho trái. Cây này 8 tháng tuổi này cả nhà. Vừa cái con vừa cái bông nữa cả nhà, bông chùm chùm á cả nhà, con tàu đầm bông tím thế hệ mới. Có đợt non là có bông rồi, có đợt non là có bông rồi. Đây đợt non nè cả nhà. Giờ nông dân chuyển đổi sang canh tác, từ lúa chuyển sang trồng cây ăn trái nhiều lắm cả nhà, nhất là ở quê mình giờ lên vườn trồng chanh này. Một cây nhiều thế hệ trái luôn cả nhà, đây cho cả nhà xem. Tám tháng tuổi này cả nhà, vườn chanh 8 tháng tuổi, nhìn trái mê là mê luôn. Trái đùm trái chùm, trái nằm dưới đất luôn cả nhà. Vừa cho trái vừa cho thật non, vừa ra bông. Đây. Thêm một mê. Cây rất là sai trái, sai chỉ quả. Đẹp lắm cả nhà.
trái quằn quằn xà xà dưới đất luôn. Quá mê rồi. Rồi anh xem. Này giống chanh mới, chanh giống đậu đùm thế hệ mới nè cả nhà. Cho năng suất rất là cao ạ. Mấy chùm này như trái luôn nói. Mười mấy trái luôn cả nhà, chùm này mười mấy trái luôn. Có trái to, trái nhỏ. Trái cũng bớt rồi, trái quá trái.